Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Thưa quý vị, quý vị đang xem chương trình Điểm tin Phật sự 20 giờ hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online Chương trình hôm nay thứ 6, ngày 18 tháng 12 năm 2020 Chương trình có những nội dung chính sau đây Vĩnh Long, Long trọng khai mạc hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ 9 với chủ đề Truyền thống, trách nhiệm, hội nhập và phát triển Ninh Bình, khai mạc khóa thực tập thuyết giảng lớp đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc tại chùa Bái Đính. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã trang nghiêm tổ chức buổi lễ tưởng niệm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông và chư vị lịch đại tổ sư Phật giáo tỉnh qua các thời kỳ. Thành phố Hồ Chí Minh trang nghiêm tổ chức lễ chung thất cố ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc và bổ nhiệm tân trụ trì chùa Phổ Đà Cuối chương trình là phần tin từ thiện, thăm và trao tặng 600 phần quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão lụt tại tỉnh Quảng Nam. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 18 tháng 12, tại hội trường Chùa Phật Ngọc Xá Lợi, tỉnh Vĩnh Long, đã long trọng khai mạc hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ 9 với chủ đề Truyền thống, trách nhiệm, hội nhập và phát triển chứng minh hội nghị có hòa thượng chao ti ủy viên thường trực hội đồng chí minh hòa thượng thạch Huôn hòa thượng chao sưng hòa thượng lisa Maud, đồng thành viên hội đồng Chính minh hòa thượng thích thiện nhân chủ tịch hội đồng trị sự hòa thượng thích thiện pháp phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự trưởng ban tăng sự trung ương thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự hòa thượng thạch sọc san phó chủ tịch hội đồng trị sự Đạt trách hệ phái nam tông hòa thượng thích thiện tâm và thượng Đào Như, Thượng tọa Thích Thiện Thống, đồng phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Chư Tôn Đức, Ban Thường trực Hội đồng trị sự, các ban ngành diện Trung ương Giáo hội, Chư Tôn Đức, Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành đồng tham dự. Tham dự hội nghị còn có ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, bà Đào Thị Hương, Phó vụ trưởng, Phó trưởng cơ quan Ban dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Minh Nga, phó ban tôn giáo chính phủ bà nguyễn thị quyên thanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long cùng đại diện sở ban ngành chính quyền địa phương phát biểu khai mạc hội nghị hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự nhấn mạnh trung ương giáo hội đã đạt được nhiều thành quả to lớn trên nhiều lĩnh vực khẳng định vị trí vai trò của giáo hội ở trong nước và nước ngoài trong đó có sự đóng góp tích cực và phát triển bền vững có chiều rộng lẫn chiều sâu của phật giáo nam tông khmer để có được sự phát triển bền vững ổn định của giáo hội như ngày hôm nay, Hòa Thượng cho rằng nguyên nhân chủ yếu chính là tinh thần đoàn kết, hòa hợp, chung sức chung lòng, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau của các hệ phái thành viên giáo hội. Sự năng động sáng tạo bằng trí tuệ tập thể, tập trung dân chủ, truyền thống và tiềm năng của từng hệ phái. Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ 9 với chủ đề Truyền thông, trách nhiệm, hội nhập và phát triển, một lần nữa đã khẳng định tính truyền thống, tinh thần trách nhiệm, tính nhập thế, và phát triển trong thời đại công nghệ 4.0. Tại lễ khai mạc, hội nghị cũng đón nhận phát biểu chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ, Chính quyền và Ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long cùng nhiều lắng hoa chúc mừng của Bộ Ban ngành Nhà nước, Chính quyền địa phương, Trung ương Giáo hội, Ban trị sự các tỉnh thành. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện thông qua báo cáo công tác hỗ trợ hoạt động Phật giáo Nam Đông Khmer. Trải qua 8 kỳ hội nghị chuyên đề với 16 năm tiến khai thực hiện nhiều công tác Phật sự, hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng như hợp thức hóa và bổ nhiệm trụ trì, thành lập ban quản tự cho 454 ngôi chùa Nam Tông Khmer trên 9 tỉnh miền tây và 6 tỉnh miền đông Nam Bộ, in ấn và phát hành 1.050.000 quyển kinh bằng chữ Khmer, tỉnh 473 bộ đại tàng kinh chữ Khmer phân bổ cho các chùa hàng trăm ngôi chùa được công nhận là cơ sở văn hóa cách mạng, trùng tu nhiều cảnh chùa trang nghiêm, đặc biệt chùa Trà Kha Lan tại Sóc Trăng đã được chính phủ tái hiện theo mô hình 100% tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, làng Đồng Đô, Sơn Tây, Hà Nội. Hỗ trợ kinh phí cho việc tổ chức các lớp học sơ cấp Pali, Vini. Từ khi khánh thành Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer tại tỉnh Cần Thơ ngày 9 tháng 1 năm 2019, Học viện đã đào tạo được 3 khóa với gần 100 tăng sinh tốt nghiệp cử nhân và đang đào tạo khóa 4, khóa 5, có 31 tăng sinh theo học. Năm 2019, Trung ương Giáo hội đã cho phép hệ phái thành lập các phân ban gồm tăng sự, giáo dục, văn hóa, hoàng pháp, thông tin truyền thông, nghiên cứu Phật học trực thuộc Ban diện Trung ương Giáo hội. Ban đạo từ tại hội nghị, trưởng lão Hòa thượng Lý Sa Mô tin tưởng rằng, Thông qua hội nghị lần này, các vấn đề có liên quan đến hoạt động của hệ phái Phật giáo Nam Đông Khmer sẽ được thảo luận trên tinh thần hoan hỷ và cùng chung lo Phật sự của những người đệ tử Phật. Để từ đó, hệ phái Phật giáo Nam Đông Khmer sẽ hoạt động ngày càng hiệu quả hơn và phát triển bền vững trong ngôi nhà chung với Hội Phật giáo Việt Nam như chủ đề hội nghị đã nêu, truyền thống trách nhiệm, hội nhập, phát triển. Tiếp chương trình, Chư Tôn Đức Chủ tòa đoàn điều hành hội nghị, theo đó các đại biểu trình bày tham luận các nội dung chính như nâng cao chất lượng giáo dục Nam Tông Khmer, nâng cao hiệu quả quản lý sinh hoạt chư tăng và tự viện, nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng và tôn giáo hiện nay, vai trò của Phật giáo Nam Tông trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Cuối hội nghị, thay mặt ban chứng minh, chủ tọa, trưởng lão hòa thượng thích thiện nhân phát biểu đúc kết hội nghị. Sau hội nghị, ban thường trực hội đồng trị sự tiếp tục ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề nghị của chư tôn đức hệ phái, từ đó đề ra giải pháp hỗ trợ các hội đồng phật sự của hệ phái trong thời gian tới. Đồng thời, Hòa Thượng cũng thông báo Ban Tường trực, Hội đồng trị sự sẽ thay đổi thời gian là 5 năm tổ chức hội nghị chuyên đề hệ phái Nam Tông Khmer một lần. Thưa quý vị, chiều qua ngày 17 tháng 12, Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phân ban đào tạo giảng sư kết hợp cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã long trọng khai mạc khóa thực tập thuyết giảng lớp đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc tại Chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Quang Lâm chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Thanh Giác, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Thường trực Ban Hoàng Pháp Trung ương, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban kiêm Tránh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Phó Trụ trì Chùa Bái Đính thượng tọa thích minh nhẫn ủy viên thường trực hội đồng trị sự phó trưởng ban kiêm tránh thư ký ban hoàng pháp trung ương thượng tọa thích chiếu tuệ ủy viên hội đồng trị sự phó ban hoàng pháp trung ương phó phân ban đào tạo giảng sư trưởng ban điều hành lớp đào tạo giảng sư khu vực phía bắc Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng ban Hoàng pháp Trung ương, Thượng tọa Thích Đức Lợi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Hoàng pháp Trung ương, cùng Chư tôn đức thường trực Ban Hoàng pháp và các ban viện Trung ương, gần 100 giảng sinh lớp đào tạo giảng sư đồng về tham dự. Về phía khách mời có ông Nguyễn Đức Cam, giảng viên Đại học Quốc gia ông Đỗ Trần Phương, giảng viên Đại học Văn hóa, Phật tử Nguyễn Văn Trường, giám đốc doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cùng các vị Phật tử tại các đạo tràng thuộc khu vực Hà Nội và Ninh Bình đồng về tham dự. Trước khi diễn ra buổi lễ, Chư Tôn Đức Tăng Ni thuộc Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quý giảng sinh của lớp đào tạo giảng sư thuộc khu vực phía Bắc đã niêm hương bạch Phật, bạch Tổ và tụng kinh chuyển Pháp Luân, nguyện cầu cho chương trình khóa thực tập thuyết giảng được thành công tốt đẹp. Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đã phát biểu khai mạc khóa thực tập thuyết giảng và có lời chúc đến các tăng ni giảng sinh chúc khóa thực tập thành tựu tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, Đại Đức Thích Tránh Thuần, Phó Văn phòng lớp đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc đã thông qua báo cáo công tác tổ chức. Đại Đức cho biết, qua thực tập thuyết giảng này giúp cho các học viên nắm vững, củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng vào thực tế, trao dồi kỹ năng chuyên môn, rèn luyện tính tự tin, tự chủ trong thuyết giảng, củng cố lại kỹ năng tổ chức làm việc nhóm, các học viên cần đảm bảo yêu cầu về chuyên môn uy nghi phép tắc của vị giảng sư đảm bảo giao tiếp sư phạm trong phật giáo đảm bảo thời gian tiến độ thực hiện và kinh phí tổ chức tại buổi lễ thượng tọa thích minh quang cũng đã khái quát về quá trình hình thành và phát triển của ngôi chùa bái đính đến chưa tôn đức tăng ni trong ban hoàng pháp trung ương tăng ni sinh lớp đào tạo giảng sư và quý phật tử ban lời đạo từ hòa thượng thích thanh giác nhấn mạnh người xuất gia phải có đạo đức giới đức trí tuệ và sức khỏe chúng ta có đủ điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa trong công tác Phật sự và chúng ta đặt vào niềm tin tưởng vì Phật giáo đang trên đà phát triển đúng hướng, đúng với tâm Phật ý tổ. Hòa thượng cũng tri sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Hòa thượng Phó Chủ tịch Trưởng ban Hoàng pháp Trung ương và sự nhiệt tâm đóng góp của chư tôn Hòa thượng, thượng tọa trong ban Hoàng pháp Trung ương, ban đào tạo giảng sư, quý cư sĩ Phật tử để khóa thực tập được diễn ra ngày hôm nay. Dịp này, các thành viên ban quản trị mạng xã hội Phật giáo Bút Ta cũng hướng dẫn cho Chư Tôn Đức giảng sinh và quý Phật tử cài ứng dụng Bút Ta trên điện thoại thông minh. Khép lại lễ khai mạc, ban tổ chức đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Phước Nghiêm giảng một bài mẫu để các giảng sinh cùng tham khảo. Thượng tọa cũng chia sẻ đến các giảng sinh cần nắm chắc chủ đề, khung cảnh và lồng ghép lời Phật dạy vào bài giảng để thêm sinh động. Thượng tọa mong rằng qua khóa thực tập này, các giảng sinh quý Phật tử sẽ tích lũy được những kiến thức kinh nghiệm quý báu để góp phần hoàng dương chính pháp và đem lợi lạc cho tất cả mọi người. Được biết, khóa thực tập thuyết giảng tổ chức tại chùa Bái Đính diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 năm 2020. Trong 4 ngày này, tăng ni giảng sinh sẽ lần lượt thuyết giảng trước các Phật tử về một chủ đề trong thời gian 30 đến 60 phút. Bên cạnh đó là thực tập tọa đàm, thiết kế sổ tay thực tập. Toàn bộ quá trình sẽ được trư tôn Đức trong ban tổ chức chấm điểm khóa tăng ni giảng sinh phải nộp báo cáo thực tập. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Thưa quý vị, với tấm lòng thành kính của người con Phật, truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt đối với công đức xây dựng và truyền trì mạng mạch Phật Pháp, sáng ngày 16 tháng 12 vừa qua, nhằm ngày 3 tháng 11 năm canh tí, tại chùa cảm sơn phường đại nài thị xã hà tĩnh tỉnh hà tĩnh ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh hà tĩnh đã trang nghiêm tổ chức buổi lễ tưởng niệm đức vua phật hoàng trần nhân tông và chư vị lịch đại tổ sư phật giáo tỉnh qua các thời kỳ Quang Lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hồng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Đại đức Thích Viên Như, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban kiêm Tránh thư ký tỉnh, Đại đức Thích Hạnh Nhẫn, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoàng pháp tỉnh, Đại đức Thích Quảng Nguyên Phó ban trị sự kiêm trưởng ban kinh tế tài chính tỉnh cùng chư tôn thiền đức trong thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, chư tôn thiền đức trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Về phía chính quyền tham dự buổi lễ, có ông Dương Xuân Hòa, Phó Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Đăng Hải, phụ trách phòng Phật giáo Ban Tôn giáo tỉnh, ông Phạm Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh, ông Phạm Mạnh Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đại Nài, ông Lê Tiến Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân tỉnh cùng đại diện các cơ quan ban ngành, đông đảo nhân dân Phật tử. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Viên Như đã cung tuyên tiểu sử Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Theo tiểu sử, Đức Vua Phật Hoàng, tên Húy là Trần Khâm, Ngài sinh ngày mùng 7 tháng 12 năm 1258, tức ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ, là con trưởng của Vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh. Phật Hoàng Trần Nhân Tông là vị Hoàng đế anh minh, lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc. Ngài là nhà văn hóa lớn, nhà tư tưởng lớn, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ, đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo. Đức vua đã sáng lập nền Phật giáo Trúc Lâm và dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử được các thế hệ nhân dân ta tôn xưng là vua Phật Việt Nam. Ngài xả báo an tường, thâu thần thị tịch, ngày 1 tháng 11 năm Mậu Thân, 1308, thọ thế 51 năm, tại Am Ngoạ Vân, Đông Triều, Quảng Ninh. Tiếp đó, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm đã cung tuyên lời tưởng niệm Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trong lời tưởng niệm, Hòa Thượng nhấn mạnh vai trò của sơ tổ Trần Nhân Tông đối với đạo Pháp và dân tộc. Nhân ngày tưởng niệm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam, con cháu tiên rồng, đỉnh lễ chân thành dâng lời tưởng niệm, một lòng thành kính cúi đầu đỉnh lễ lịch đại tổ sư, phát nguyện phụng trì Phật Pháp, phát huy chân lý đạo nhà, giữ gìn tổ ấm vàng son, làm dạng dỡ vang danh non thiêng Phật tổ. Sau lời tưởng niệm, hòa thượng cùng toàn thể tăng ni, đại chúng, nhất tâm thành kính dâng hương tưởng niệm chư vị lịch đại tổ sư, phát nguyện tiếp tục sự nghiệp quang huy của chư tổ, giữ gìn tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, tăng già, phát triển giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 12, nhằm ngày 4 và ngày 5 tháng 11 năm canh Tý, tại chùa Phổ Đà, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thất cố ni trưởng thích nữ Như Ngọc và bổ nhiệm tân trụ trì. Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2020, nhằm ngày 5 tháng 11 năm canh tí, tại chùa Phổ Đà, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đức Tăng Ni, môn đồ Pháp Quyến, đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thức trai tuần, cố ni trưởng thích nữ Như Ngọc và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Đà cho ni sư thích nữ Như Trí, thế danh Nguyễn Thị Bích Thủy. Quang Lâm chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, thành viên Hội đồng Chính minh, Chính minh ban trị sự với Hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Tâm Trơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Thạnh, Trưởng ban Tổ chức cùng chư tôn đức tăng ni trong ban trị sự các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đồng tham dự. Ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc, nguyên ủy viên Hội đồng trị sự, nguyên ủy viên Ban Kinh tế Tài chính Trung ương, nguyên ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, nguyên phó ban từ thiện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, nguyên phó ban đại diện Phật giáo quận Bình Thạnh, diện chủ chùa Phổ Đà. Ni trưởng làm tấm gương tiêu biểu của vị chân tu hết lòng phụng sự đạo pháp, không quản gian lao không từ khó nhọc vì sự nghiệp giáo dục đào tạo ni chúng đem cả trí tuệ tâm lực phụng sự cho ngôi nhà chánh pháp được xương minh. Cuộc đời ni trưởng là tấm gương sáng tốt đạo đẹp đời, xứng đáng cho tất cả ni chúng, thế hệ trẻ noi theo, nối bước. Thuận thế vô thường, ni trưởng thu thần viên tịch vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 nhằm ngày 15 tháng 9 năm canh tí. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức đã lắng lòng thắp nén tâm hương, nhất tâm nguyện cầu giác linh cố ni trưởng được cao đăng Phật quốc. Cũng tại buổi lễ, trước sự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm trong hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, thượng tọa thích tâm trơn trưởng ban tổ chức đã tuyên đọc quyết định bổ nhiệm ni sư thích nữ như trí làm trụ trì chùa phổ đà. Tại đây, ni sư tân trụ trì đảm thành kính dân lời tri ân chư tôn đức đã tin tưởng giao phó trọng trách trụ trì và phát nguyện sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà trung ương giáo hội phật giáo việt nam và ban trị sự quận bình thạnh đề ra cũng như tiếp tục kế thừa hạnh nguyện của cố ni trưởng diện chủ xây dựng và phát triển ngôi già lam phổ đà ngày một hưng thịnh cuối buổi lễ hòa thượng thích tịnh hạnh đã có đôi lời đạo từ khuyến tấn về vai trò cũng như trách nhiệm của tân trụ trì phải luôn luôn nhớ rõ và thực hành đúng chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, Pháp luật nhà nước, cố gắng tu tập, tạo sự gắn kết, hòa hợp trong việc điều hành Phật sự để phát triển Chùa Phổ Đa, theo gì mong ước, kỳ vọng của Cố Ni Trưởng Diện Chủ, tiếp tục sự nghiệp Hoàng Dương Chánh Pháp, tác như lai sứ, hành như lai sự. Thưa quý vị, với tinh thần từ bi chia sẻ khó khăn với bà con sau bão lũ, trong hai ngày 12 và 13 tháng 12 vừa qua, được sự hướng dẫn của Đại đức Thích Viên Hải, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo Quảng Nam, nhóm cư sĩ Phật tử Diệu Âm, Diệu Ngộ thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và trao tặng 600 phần quà cho bà con bị ảnh hưởng bão lụt tại tỉnh Quảng Nam. Bão lũ đi qua tình người ở lại, sau những ngày tháng 10 bão lũ đau thương tại khúc rụt miền Trung, tình người, sự san sẻ nỗi khổ, niềm đau do thiên tai của người miền Trung lại trỗi dậy trong lòng người dân cả nước và đặc biệt là những người con Phật. Với tinh thần từ bi chia sẻ khó khăn với bà con sau bão lũ trong hai ngày 12, 13 tháng 12 vừa qua, được sự hướng dẫn của Đại đức Thích Viên Hải, trưởng ban thông tin truyền thông Phật giáo Quảng Nam, nhóm cư sĩ Phật tử Diệu Âm, Diệu Ngộ, Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và trao tặng 600 phần quà cho bà con bị ảnh hưởng bão lụt tại Quảng Nam. Theo đó, đoàn đã trao tặng 200 phần quà tại chùa Linh Bửu, xã Tâm Thăng, thành phố Tâm Kỳ, 200 phần quà tại chùa Thọ Quang, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, và 200 phần quà tại chùa Đại Phước, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc. Mỗi phần quà là phong bì 300.000 đồng tiền mặt. Ngoài ra, đoàn còn cúng dường tâm bảo các chùa bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Tổng giá trị kinh phí cho chuyến từ thiện lần này hơn 200 triệu đồng. Tại mỗi điểm đến, ngoài việc thăm hỏi động viên bà con tại địa phương, cơ sở Phật tử Diệu Âm, Diệu Ngộ còn hướng dẫn mọi người niệm Phật, thực tập thiền quán, lắng động tâm tư trong giây phút hiện tại. Kính thưa quý vị, chương trình Điểm tin 20 giờ hôm nay, thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020 của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online xin được phép khép lại tại đây. Kính chúc cho Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị luôn an vui, tinh tấn, tràn đầy năng lượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật